từ Smart TV. Cuối năm là mùa mua sắm bận rộn, nhiều người bỏ thời gian tìm kiếm trên mạng các món hời đồ điện tử như smartphone, máy tính và thiết bị thông minh. Trong số này, Smart TV ngày càng phổ dụng không chỉ bởi thiết bị này có thể kết nối Internet mà sử dụng các dịch vụ như Sky và Netflix. Ngoài ra, giá Smart TV cũng giảm mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, FBI cảnh báo người dùng nên đề phòng khi mua Smart TV vì có quá nhiều lo ngại bảo mật liên quan tới sản phẩm này. Theo đó, tin tặc có thể kiểm soát TV không được bảo vệ ở mức thấp nhất chúng có thể thay đổi kênh chỉnh âm lượng hoặc cho trẻ nhỏ xem video không thích hợp trường hợp tồi tệ tin tặc có thể biến camera và microphone của tv thành tai mắt theo dõi fbi khuyến cáo người dùng smart tv cần thay đổi cấu hình bảo mật mặc định che kín camera bằng băng đen nếu không sử dụng đồng thời chặn các tùy chọn cho phép thu thập dữ liệu sử dụng